chỉ hơn 2 giờ, tên trộm thực hiện 2 vụ trộm xe máy SH tại Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8 tháng 1 trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một đối tượng mặc áo vàng, đội mũ bảo hiểm, đeo kín khẩu trang đi cùng đồng phạm thực hiện vụ bẻ khóa lấy xe SH trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tràng Giài. Đến khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, vẫn nghi can ăn mặc quần áo, đội mũ đã đi vào một nhà dân ở phường Long Bình Tân bẻ khóa của xe lấy đi một chiếc SH mốt màu đỏ. Tất cả hành động của kẻ trộm được camera của nhà nạn nhân ghi lại. Mỗi chiếc xe kẻ trộm chỉ thực hiện thao tác có vài giây và khi trộm phóng xe đi thì nạn nhân mới phát hiện bị mất xe máy. Hiện lực lượng công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang truy bắt kẻ thực hiện vụ trộm xe máy trên địa bàn.